À quên một vấn đề nữa. Ốm phát ấm là chưa được câu nào chưa các bạn? Phát ấm chưa câu nào chưa? Chưa có. Rồi. Bây chúng ta sẽ chữa phần phát ấm. Phần này một số bạn làm tốt, nhiều bạn vẫn chưa ổn lắm. Hôm phần phát ấm là để có kiểm tra lại cho vào tháng thứ tám để xem ai sai câu nào luôn. Phát âm nguyên âm rồi. Bây giờ ta chữa bài những cái câu đầu tiên nữa là có đến 16 bạn làm sai, 52,94% là sai đấy, 16 bạn làm sai. Thì ở đây là cái danh sách những bạn làm sai. Bây giờ ta nhìn vào câu số 1. Cả lớp hạ tay xuống cho cô, cống mạnh hạ tay xuống cho cô vậy. Ai làm được câu số 1 mời giơ tay lên. Vậy trước khi chữa đề cô nhắc lại cái phần lý thuyết một tí đấy nhé, để các bạn nhớ này. Hôm trước chúng ta đã học về chuyên đề phát âm. Trong chuyên đề phát âm cô cũng đã nói với các bạn rằng chúng ta đã để học được cái chuyên đề này xong thì ta phải học ba phần trọng tâm. Phần trọng tâm thứ nhất đó là phát âm nguyên âm, phần trọng tâm thứ hai là phát âm phụ âm, và phần trọng tâm thứ ba là quy tắc đọc đuôi ẹ tê ẻ tê đê. Và ba phần này chính là ba phần này chỉ là ba câu trong bài thi của các bạn. Và trong buổi học hôm trước chúng ta đã học được học về phát âm của nguyên âm. Trước khi nói về phát âm nguyên âm á, thì trong tiếng Anh nguyên âm có 20 nguyên âm, và bao gồm có 12 nguyên âm đơn và 8 nguyên âm đôi. Trong 12 nguyên âm đơn á, thì chia ra thành hai dạng: 5 nguyên âm đơn dài, tức là ta đọc kéo dài ra, thì a u o ơ, và 7 nguyên âm đơn ngắn gồm có i e u o e ơ và a. Ngoài ra còn có 8 nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi thì được ghép từ các nguyên âm đơn ngắn lại với nhau, trừ cái nguyên âm e bẹp này ra, chúng ta ghép lại với nhau. Ý ghép với ơ thì thành nguyên âm đôi là ear, trong từ here. É ghép với ý thì thành nguyên âm đôi là a a, tức là ta đọc e y, ta nối lại a a. Rồi ú ghép với ớ thành nguyên âm đôi là ua ua. Rồi ó ghép với ý thành nguyên âm đôi là oi, rồi là o l i và ao đấy. Và các cái nhóm vân để mà phát âm ra nguyên âm, khi chúng ta nhìn vào mặt chữ thì chúng ta có chia ra các cái nhóm vân như sau. Một là các cái nhóm vân mà có lúc phát âm thanh a và a, thì đối với a có 5 nhóm vân thường phát âm đặc biệt nhiều nhất là u, trong từ mắt sắc khăn. O cũng là phát âm cũng nhiều thành come, son, rồi là mother, rồi là son, mother brother. Nhóm o cũng đôi lúc phát âm thanh a, trong từ blood và flood. Nhóm o u thì cũng có một số từ phát âm thành a, trong đó có từ dăm. Rồi nhóm o e thì có từ đạt. Rồi nhóm vân phát âm thanh a dài có ba nhóm vân: a lơ cũng rất hay phát âm thanh a dài, trong từ hò, khom, khom. Và a ghép với r thì rất là nhiều, trong từ khò, bò, khọt. Rồi e a cũng phát âm thanh a trong một số từ, trong đó từ hạ trái tim, đúng không? Nhóm vân thứ hai phát âm khi cặp nhóm vân thứ hai á, nó là phát âm thanh e thương hoặc là e bẹp. E thương ta đọc nó dẹt hơn e, nhưng e bẹp ta đọc miệng nó rộng hơn và đọc ra nghe có vẻ nó giao thoa giữa e và a đấy. Đối với nhóm vân e khi có ba nhóm thường chữ e nó cũng phiên âm thành e, trong từ man, mẹ, sẹt.
Rồi e á, phát âm thanh e, trong từ hat, that, bread. Rồi á, có đôi lúc, đặc biệt là á này này, làm chúng ta hãy nhầm với bên này. Có đối từ sẽ phát âm thanh e. Có từ many, nhiều, any, bất kỳ cái gì, area. Và nhóm vân phát âm thanh e bẹt thì thường là chữ cái là a. Trong từ bank, bat, pen, mat, rất là nhiều. Nào. Cặp nhóm vân tiếp theo đó là o, o ngắn và o dài. O ngắn ta đọc là o, o dài ta đọc là o. O ngắn trong từ chữ cái á phát âm thành o ngắn trong từ want, muốn đấy. Rồi hầu như chữ o phát âm thành o ngắn trong từ stop, wrong, door. Nhóm o dài thì o ghép với r thường thường thành o dài trong từ ball, shore, bought. Rồi á AR có đôi lúc thành O trong từ war, chiến tranh. Rồi là AU có đôi lúc phát âm thành A dài trong từ court, caught và thought. Rồi OU phát âm thành O dài trong từ for, bought. Rồi A mà đi với L cũng hay phát âm thành O dài trong từ war, walk và bought. Rồi cặp vân tiếp theo là U ngắn và U dài. Khi nào thấy U ngắn, U dài này cũng đó là khó khăn cho chúng ta. Tuy nhiên cái u ngắn thì nó ít hơn nên ta ghi nhớ một số từ nổi bật ở đấy, ta ghi nhớ luôn trong cái từ gulp, gulp o trong từ gulp. Rồi u cũng thường phát âm thành u ngắn trong từ phụ, put và phụ. O đặc biệt là o thành u ngắn thì có ít trong từ look, nhìn, foot bàn chân, good tốt, hoặc là cook nấu ăn. Rồi o u thành u ngắn trong từ ut và shoot. Đối với u dài thì một số từ có chữ cái u trong từ root, dune, glue, glue. O phát âm thành u trong từ lose, đánh mất. Rồi o e phát âm thành u trong từ dài, truth. Và o u phát âm thành u trong từ sức. Và o thì nhiều trong từ cool, food, roots, afternoon, school. Nhóm mà EW trong từ crew, flu và một số từ trong động từ bất quy tắc cũng thành nghe này, ví dụ grew rồi là su đấy, thì nó thành u dài. Cái nhóm tiếp theo là ơ ngắn và ơ dài. À, cái mèo để tìm ra ơ ngắn ơ dài á, từ nào mà một ấm tiết mà phát âm ra thành ơ thì chỉ gọi là ơ dài thôi, không bao giờ có ơ ngắn. Đây, ví dụ từ shirt, bird, 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 burn, hurt. Rồi là word, worst, her. Còn từ hai âm tiết trở lên mà ta nghe có ớ, thì ở đâu có cái âm ớ nào có trọng âm rơi vào thì chắc chắn nó là ớ dài. Ví dụ như từ purple, purple. Vậy ở đây trọng âm rơi vào là ớ dài luôn. Hoặc là terminal, terminal thì đấy ớ dài luôn. Hoặc là terminate, terminate thì ở dài luôn. Còn đối với ở ngắn á, từ hai âm tiết trở luôn luôn ở trong từ hai âm tiết trở lên. Và trong cái âm tiết mà có ở ngắn nó trọng âm không bao giờ rơi vào. Ví dụ là banana, away, sugar, garden, paper, under, correct, doctor, police, support, color, neighbor. Và cái nhóm vân thì đấy nhóm chữ cái á thì thường ở e mà ghép với r cũng rất là nhiều, o cũng đôi lúc là ơ, rồi là u cũng thành ơ, rồi là o u thành ơ. Còn ý mà ghép với r thường thành ơ dài, u ghép với r cũng hay ra ơ dài, o ghép với r trong từ một âm tiết, rồi e ghép với r trong một số từ mà trọng âm có rơi vào hoặc một âm tiết. Cái nhóm vân tiếp theo đó là ý ngắn và ý dài. Đóng y ngắn chữ cái y ngắn thì nó cũng thành y ngắn fit, ship, ship. Rồi á có đối từ là phát âm thành y trong từ village, cottage, garbage, passage. Rồi é phát âm thành y market, begin, decide. Ú đặc biệt là ú mà lý phát âm thành y build, guild, guitar. Rồi ó ú ó ú đấy, phải đây của cái trường không, trường của nói gạch lần này thôi, chưa sửa thì có sửa ấy luôn, chưa đấy luôn. Ồ, của nhóm đứng trước.
Rồi đối với nhóm Y dài, Y dài thì E thành Y dài trong từ street, tree, tree. EA cũng thành Y dài trong từ B, T, T. Rồi là E thành Sin, Vietnamese. Rồi EI thành Y dài trong từ Receive, Ceiling và Receipt. Đó. Và tiếp theo chúng ta sang phần làm bài phát âm là nguyên cổ nguyên âm, thì bây giờ ta sẽ chừa phần này. Rồi câu số 1 ai làm được mời giơ tay lên. Câu số 1 ai làm được? À, mời bạn Anh Tuấn, em cho đáp án nào. Em thấy có là em chọn đáp án B. À, đáp án B. À, em đáp án B em đọc thế nào? Please. Please. A đọc thế nào? Has. À, hẹ. Dế đọc, xế đọc thế nào? Heavy. À, heavy. Thank you. Đối với cái dạng bài phát âm các bạn ạ, cái phương pháp làm nó là đừng bao giờ tròn cả bốn từ. Đừng bao giờ đọc cả bốn từ. Nếu đọc cả bốn từ đôi lúc làm chúng ta rất là nhiều. Mà ta hãy đi tìm một từ là ta vẫn thích. Chẳng hạn như từ này ta không thể không đọc được ý, thì ta thấy ba từ này quen hơn ta đọc ba từ. Vậy ba từ này rất là quen thuộc, ta đọc là please thành y dài, đúng không? Nhỏ mẹ à, thành y dài. Nhưng mà từ này cái đầu thì ta đọc là hat, và ở đấy nằm ta đọc heavy. Thì đọc đến ba từ như thế này thì hai từ rộng một từ khác thì ta khoanh vào từ khác. Đấy. Câu thứ hai ai làm được mời giơ tay lên. Câu thứ hai. Câu thứ hai. Về nhà chép rồi đáng lẽ là phải không đọc được thì phải lên Google để coi, lên Oxford Dictionary để mà chép cái cách đọc để mà đọc ta chưa chịu khó. Rồi ai đọc được câu C mời giơ tay lên. Ai đọc được câu C mời giơ tay lên. Ủa, không ai đọc được à? À, Đăng Bảo đọc cái nào? Xong. À, xong. À, xong. Rồi. Ai đọc được câu A? Mời giơ tay lên. Ai đọc được câu A? Mời giơ tay lên. Anh Tuấn đọc được à? Anh Tuấn đọc nó. Em thơ có là À, nó lại sai rồi. Ở đây thành O, note. nó. Note. Rồi, bây giờ phải tìm một từ nữa. Ai đọc được từ này? Câu dế này, mời giơ tay lên. Cho em like đây cũng có. Ơ Outer. à. Chưa đựng, đọc rồi chưa đựng. Đang ăn lắm. Em thử có là other. À, other là khác, người khác, cái khác. Và đây đọc là some, other. Chắc chắn đây không thể là A rồi, đúng không? Vậy đáp án khác này phải là đáp án ấy, đúng không? Ấy. Ấy thì chữ O này ta phiên âm thành O, note. Còn lại là A, glove. Glove là cái găng tay, đôi găng tay. Và some, ta nghe hiểu từ được. Some là một vài, một ít. Nó là tính từ định lượng. Còn other là khác. Rồi trong câu số 3 ai làm được mời giơ tay lên. Câu số 3 ai làm được? Mà bướng làm được mà chưa làm được cũng được, chứ làm hiểu làm được. Mời bạn Hạnh Ngân, em chào là bạn nào. Em được rồi, em trên đáp án sấy À rồi, đáp án C. C em đọc cái nào? là blow. Below. Rồi below. À, em đọc cái nào? Nào À now. B em đọc cái nào? how À how. Được rồi. Đó. Còn dế có thể mình đọc được bỏ qua đi. Em có đọc được dế? dạ có Ờ đọc cái nào? ở mau mình. À mau. Chắc chắn đọc được. Nếu đụng người ra này áo đấy. Ow now. Ow how. Ow amount. Amount. Còn ở đấy là oh. Blow. Blow là thổi. Thổi bông bay, thổi gió như thế, gió thổi ấy. Vậy ở đây là đáp án C khác, đáp án C thành nguyên âm đối O, còn lại là nguyên âm đối out. Này là C. Câu số 4, ai làm được, mời giơ tay lên. Chỉ cần đọc được 3 từ là được.
là quyết định được, đúng không? Nó ai đọc được ba từ không? Mời bạn Hồng Chí, em đọc được từ nào? Em yêu cầu là anh đọc được câu A, câu B, câu C. Rồi, A, B, C. A đọc thế nào? Dear. À, dear. A đọc là dear. Rồi, B đọc thế nào? Dear. À, yeah. Rồi, từ này quen thuộc. Rồi, C đọc thế nào? Where. À, where. Where. Vậy đáp án nào khác? Được gọi là bằng C. À, đáp án C khác. Đó. Giữa tư đồ em có B, có D em có đọc được không? Dễ đọc Dạ em được đọc. cái nào? Đọc. Nhưng mà nếu cháu đọc cái âm này thì em đọc cái nào? Tìa. À, tiếng bởi vì hận phải giống hai cái này thôi, bởi vì cái này khác mà đúng không? À, từ này đọc là disappear, disappear. Trong âm rơi vào phía rồi này, trong âm rơi vào âm nguyên âm đối cuối cùng rồi này. Thì đỡ đấy nguyên âm yếu này, âm yếu thì ta đọc disappear, disappear, disappear là biến mất. Nếu mà cô vứt cái từ this này, này mà chỉ còn appear là xuất hiện các bạn ạ, bỏ thêm this thì thành disappear là biến mất. Đó, để ta học từ vựng luôn nè. Còn từ dear này là thân mến, dear teacher, giáo viên thân là dear làm thân mến, kính mến. Trong thương bắt đầu bằng lá thư, người ta hay viết dear. Dear thì dễ rồi, từ wear là mặc, đó mặc. Đáp án này là đáp án C. Câu số 5 ai làm được, mời giơ tay lên. Câu số 5 ai làm được? À, mời bạn Cáo Quý Mạnh. Cô là cô à, đọc là his À, hate. Đúng rồi, hate. Rồi, bé đọc cái nào? cô À, em bé đọc. fan fan À, pan, pan. Rồi, cô thế đọc cái nào? Carol À, Karen. Vậy đáp án nào khác? cô là á À, khác, đúng rồi, chính xác. Đó. À là chữ á đó, ta phiên âm thanh A, nguyên âm đối A, A, hate, hate. Còn là phiên âm thanh nguyên âm e bẹp, e, pen, e, carrot, e, matter. Cái từ hate thì quen thuộc rồi, ghét, đúng không? Từ pen là cái chảo, cái chảo rạn đấy. Từ carrot là cà rốt, củ cà rốt. Từ matter, matter là vấn đề. Giờ có một tí. Alo. Rồi, còn từ matter là vấn đề. Người ta hay hỏi câu là what's the matter with you? Bạn thường có, à, bạn có vấn đề gì vậy? Thì khi đó mình nói là căn bệnh của mình. I have a headache, I have a stomach ache, I have a backache, vân vân. Câu số 6 ai làm được? Mời giơ tay lên. Câu số 6. Mời bạn Ngọc Anh. Câu số 6 em chọn, à, em chọn đáp án nào? Em đọc cho em nó biết tròn quá. À rồi em đọc, ok em đọc, về đọc được đáp án nào nào? Đọc được cả quá. Nó đang lúc khảo một chọn được. Ố, đang một gì? Không lấy được anh. Rồi, giờ đi đọc đi, tỉnh xong. Đọc cái nào? À đọc Em cái nào? enough. In gì? Enough. À, enough, enough, enough. Rồi, cô bé đọc cái nào? Young. À, young, young. Cô C đọc nào? Country, Country, country. D đọc nào? mountain, Ở rồi cái mẫu khác. dễ quá, Ờ, rồi nó mong cho nước. em nó Hả? bị quá, em Ờ, nó bị, nó không tiền. Ờ, là đời vậy. Đọc được rồi, không chọn được mất không được. Rồi, đúng rồi, ờ. Bá cái từ đầu tiên này, phần âm thanh người đâm đớn. Trong từ enough và trọng âm ở đấy là rơi âm tiết hai luôn này, enough, enough, là đủ, đấy là tràng từ đủ, không sao chúng ta có cấu trúc của chữ enough. Rồi là dâm, dâm, từ dâm là tính từ ngược với từ old, old là già, dâm là trẻ. Rồi từ country, country, country,
Cái từ country nó có hai nghĩa, một là đất nước mà hai là miền quê nha. Còn từ mountain thì ai biết rồi, núi. Nó vừa ta vừa học phát âm mà vừa nhớ lại từ vựng đó nhá. Dành như là gọi là học từ vựng cấp tốc ấy. Tiếp theo, câu số 7 ai làm được? Mời giơ tay lên. Câu số 7 ai làm được? Phát âm được, mời giơ tay lên. Hồng Chí à? Rồi mời Hồng Chí. Em đọc được từ nào? Một rồi. Là cái này được không? À, em quên hà tay không? Dạ. Rồi. Có ai đọc được không? Vậy em đọc được cả thì bây giờ sẽ mời mời bạn đang hàng tiếp. Em cho cô ạ, cô ạ. À, em chọn cô á. Rồi em đọc cô á thế nào? Cô ạ là nervous. Nervous. Rồi, em đọc được từ nào nữa? Bella Scout. Scout. Rồi, Đây yes. là household. Household. Dê là Đây gì? là mouse. Mouse nghĩa là gì em? Dạ. Dịch trả nghĩa là gì? Chuột phải có. Đúng rồi, con chuột. Đúng rồi, phải đúng không? Household nghĩa là gì? Bằng với từ Em có. family, bằng với family. Gia đình. Gia đình, khu gia đình. Đấy. Scout. Vậy tự nhiên. Từ mình thì hơi khó. Em Từ đâu biết có. từ đi trong sách cũ là có, trong sách cũ của lớp 8 là có từ scout là hướng đào sinh. Nghe cái từ hướng đào sinh quá hiểu. Có bạn nào hiểu cái từ hướng đào sinh không? Chắc là không đúng không? Hướng đào sinh này á là những, nó giống như ở ta gọi là thanh niên tình nguyện ấy. Đấy, cái tổ chức những cái thành viên tham gia tình nguyện ở nước ngoài thì người ta thường gọi là hướng đạo sinh, còn ở ta thì gọi là volunteer, tình nguyện viên để làm những cái việc tình nguyện. And nervous, nervous ở đấy trọng âm rơi vào âm tiết một. Nervous, nervous là lo lắng, lo sợ, sợ hãi. Đấy. Vậy cái âm tiết thứ nhất, cái câu á ta đọc thành ớ ngắn, nervous. Còn nữa là âm ao, nguyên âm đối ao trong từ scout, household và mouse. Vậy bạn đang đã làm đúng rồi, ra tới. Rồi, tiếp theo. Câu số 8, ai làm được? Mời giờ tay lên. Tôi nghĩ chắc làm được chứ. Mạnh dạn đi, sai ra sửa. Đừng có sợ. Để mà luyện đọc, đọc nhiều thiên đi. Mới quen từ sau thì mới vào phong thủy ngô mới nhẩm mới đọc được, chứ không cứng mồm cũng đọc đúng không, đảm bảo nào. Em đọc được Em cho anh cô ạ. rồi, cô á đọc thế nào? Favorite. Favorite. Rồi bé đọc nào? Five. Find. Bé đọc thế nào? Outside. Dê đọc thế nào? Library. Library ý nghĩa là gì? Thư viện. À, Thư viện. Outside có nhớ nghĩa không? outside. Cùng Bên ngoài. Inside là bên trong, outside là phía ngoài. Tắm mà đọc là outside, mà đọc là outside. Outside. Trọng âm rơi vào âm tiết hai. Từ find nghĩa là gì? Tìm kiếm. Hôm sau chúng ta sẽ có một cái cấu trúc cần nhớ đối với từ find. Favorite chắc là nhớ nghĩa chứ. Nghĩa là gì? là Yêu thích. Favorite nghĩa là yêu thích. My favorite subject is English. My favorite hobby is playing chess and so on. Đấy. Thì favorite là yêu thích, nó là tính từ. Vậy ở đây đã bảo là ấy, đúng rồi. Ấy phát âm thành ơ, còn lại phát âm thành ai. Câu số 9. Ai làm được câu số 9 nào? Bây giờ tôi lên. Cao Huy Mạnh.
Quả đọc là last. À, đọc là rồi. Câu B. Task. À, câu B đọc là ta. À, câu C. Câu trả lời là fast. À, phải. Được, câu D. Câu trả lời là đọc. Thì đâu có đâu. Rồi, đọc được, đọc và chưa xử lý được. Rồi, có ai đọc có ý kiến khác phản biện không? Rồi, bây giờ câu hỏi, có bạn nào đọc được câu B, mời giờ tay lên nào. Đọc được câu B, mời giờ tay lên. Mời bạn Đăng Hăng. Em thấy có câu bài là test. Taste. Em có biết nghĩa của nó là gì không? Em nghĩ là chị hướng vị hả chị gì có. Được rồi, hướng vị, cọ vị, tasty, thích, cọ vị, mùi vị, đúng không? Ở đấy là phiên âm thanh nguyên âm đối a, con nữa là thanh a dài, các bạn ạ, thanh a dài. Trong từ last, trong từ fast, trong từ past, last. Nếu nó là động từ thì ta dịch ra là kéo dài, nếu nó là tràng từ thì nghĩa của nó là lần cuối cùng. Còn từ fast là nhanh, từ task là nhiệm vụ. Vậy ở đấy đáp án khác chính là đáp án B. B. Nếu tao cũng thể kích đọc là cứ nghe a á cả đó. Rồi câu số 10. Câu số 10 chắc làm được. Câu số 10 còn nắm mà làm được. Tốt. Mời bạn Văn Chiến. Rồi, nghe. Em thưa cô, em cho đáp án à. Rồi, vậy á đọc thế nào? Future. Future. Rồi, B đọc thế nào? Summer. Summer. C đọc thế nào? Number. Number. Đó. Dư đấy suy ra dễ đọc thế nào? Drummer. Drummer. Đó. Còn nếu mà khi ta tin tưởng mình thấy đoạn này bất ổn, đã không quen thì vứt đi, đọc ba tư tưởng thôi. Đấy, future, 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 future là tương lai. Summer thì quen thuộc rồi đúng không? Number là số, drummer là cái người đánh trống. Drum, nếu không có error đằng sau đây, drum là cái trống. Drummer là người đánh trống. Cứ thường thường mà cứ thêm error sau là đánh thứ chỉ người hoặc đánh thứ chỉ nghề nghiệp, nói tổng là chỉ người, thường là như vậy. Rồi câu số 10 là ấy, câu số 11 ai làm được, 10 giờ tay lên. Mời bạn Ngọc Mít. Là Mời có bạn trong nào? đây là cô sấy Cô C. Rồi cô C đọc cái nào? bị tít B. Rồi vậy cô A đọc cái nào? thảm Time, time. Rồi cô B đọc cái nào? cái Kind. Và cô D đọc cái nào? lại Nice. Ở đấy cái cô á mà ta đọc không khéo là nó ra được mất. Cái đọc time. Ô rồi á chứ có gì ái mất. Nhưng mà ở đấy phải đọc I, time, time, time. Đấy, ta phải đọc thơ này, á, ý này, time, time. Chứ nếu mà ta đọc time là thành chữ á là không ra được. Mà nếu cảm giác như đoạn này ta đang bối rối thì vứt nó đi. Nó ba thứ sáu dễ đọc hơn đúng không? Kind, kind, beat, beat, noise, noise. Vậy time, time là thời gian. Kind là tử tế, tốt bụng. Còn beat là đánh. Đánh, đánh ai đó. Nice, nice là tốt đẹp. Vậy đáp án, bạn đã nói đáp án đúng rồi. Chính là đáp án C. Tiếp theo câu số 12 ai làm được, 10 giờ tay lên. Câu số 12 với có vẻ khó. Rồi câu số 12, câu á nhỏ ai đọc được, 10 giờ tay lên. Câu á nhỏ ai đọc được? Cô với đi, cô á ai làm ai đọc được? Ok, cái câu dề thì không ai đọc được à? Mời bạn Thu Trang. Mô rồi.
Em có biết đọc qua. Cái ví dụ mà trong câu điều khiển này một cô nói câu là nếu các bạn học hành chăm chỉ các bạn sẽ đậu kỳ thi, có cái từ này mà đọc cái nào Ngọc Anh. Em thưa cô là Han. If you study hard, you will pass the exam. Đúng không? Câu điều khiển này một cô dạy trong bộ ví dụ này. Mỗi lần cô làm ví dụ là tao phải nhớ từ luôn đi. Kể cả học buổi sáng từng bài một là đều học từ cả, mà học từ đến đâu là tao cố gắng phát âm và nhớ đến nó cho cô. Từ này là hard, hard. Cái từ hard nó có cũng khá nhiều nghĩa, trong đó có từ hard nó bằng với từ nghĩa cũng bằng với hard working, chăm chỉ. Rồi hard có nghĩa từ là difficult, khó, nó có nghĩa khó. Rồi hard nó còn có nghĩa là cứng, cái gì đó cứng. Đấy, tùy vào trong ngữ cảnh của câu ấy là dịch. Rồi cô B ai đọc được, mời giơ tay lên. Cô A ta đọc là heart. Rồi cô B ai đọc được nào? Văn kiện đó, cô B đọc nào? Em đã có là Gary. Đúng rồi, carry, carry. Cô C em đọc được không? Rồi cô D đọc được, cô D cô lại gì không? Vậy đi kia à? Yeah, không đúng. Cái sánh ta phải đọc là that, that. Và cái biểu thiệp ta đọc là card, card. Cái thiệp này là ta đọc là card, 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 that, carry, carry. Mang cái gì đó, xách cái gì đó, ta dùng động từ carry. Carry là mang, xách. Và đọc là e bẹt, còn lại là a dai. Vậy ở đấy đáp án khác chính là e. Hát là chăm chỉ cực nữa, khát là cái bia cái thiệp nữa, rồi là khát a dạt là cái sân. Câu số 13, câu số 13 mời bạn Hữu Hoa. Em đã có câu A là mai. À gọi là mai dễ rồi đúng không? Rồi chị nữa. Câu bảy là bảy vị. À baby, vậy thì cho một cái nữa là được không? À, câu sáu là sơ bài. À spy. Rồi đáp án nào khác? Câu bên bảy. Rồi bé được từ spy em có hiểu nghĩa của nó là gì? Em đã có là Yeah, em bé từ baby. em mẹ. Rồi em mẹ từ cry. Cứ gọi là khóc. À rồi. Còn từ spy là gián điệp, điệp viết này. Còn mai là nó là dễ rồi đúng không? My baby spy cry, cry là khóc. Câu số 14 nào, ai làm được câu số 14 mời giơ tay lên. Câu 14 khá dễ, câu 14 đó mời bạn Thu Trang. Em thưa cô, cô A đọc là well. À well, rồi. Cô B đọc là guess. Rồi. Cô C đọc là sen. Đáp án nào khác? Đáp án dễ của Rồi, đáp án dễ đọc cái nào? pretty. À, pretty. Pretty nghĩa là gì em? Em nói nhớ được cô ạ. Duyên dạng. She's very pretty. Duyên dạng. Well, get, sent. Well này á, nếu nó là trạng từ thì nghĩa là tốt. Nếu nó là tịnh từ thì có nghĩa là khỏe, trong từ khỏe mạnh. Tức là sau khi ổn xong bây giờ tôi khỏe hoặc là tôi khỏe trong người ấy thì ta dịch là khỏe. Rồi well này nếu mà danh từ thì nghĩa của nó là cái diện của ta đấy, diện mức nước của ta đọc là well. Đấy. Nên cái từ vựng mà nó đứng một mình thế này này, gọi cô hãy gọi nó là từ vựng chết. Tao không dịch được nghĩa của nó cụ thể mất. Mà muốn để dịch nghĩa cụ thể thì gọi là từ vựng sống ấy, nó phải nằm trong cấu, trong ngữ cảnh thì tao mới dịch được được nghĩa của nó. Rồi từ get này thì có lúc là đi đến, rồi có lúc là nhận được, tùy tùy từng kiểu cấu để chúng ta dịch. Còn từ send là gửi. Gửi thì thường người yêu gửi thứ cho ai đó, gửi tiền cho ai đó, gửi thông tin cho ai đó. Sau từ send á, nếu điên giới từ là send to, send something to someone, gửi cái gì cho ai.
Còn từ pretty là tính từ duyên dáng. Câu số 15 ai làm được? Mời giờ tay lên. Mời bạn Đức Anh đó. Em đã có em toàn cú sấy Rồi, cô sẽ đọc cái nào? mìn À, mean. Rồi, đọc từ nào nữa? à weather À, weather. Rồi, từ nào ready nữa? À, ready way. À, chắc chắn cô dễ đọc cái nào? hẹn À, hát, hát nghĩa là gì? đâu À, cái đâu? Mean nghĩa là gì? Mean men trong động từ và quy tắc đúng không? Nếu nó động từ là có nghĩa, nếu nó nghĩa tính là từ nếu nó tính từ là kéo kiệt. Rồi ready là tính từ sẵn sẵn sàng sàng, sẵn sàng. Còn weather là gì? thời tiết À, thời tiết. Đúng rồi. Vậy ở đấy đáp án là đó là C, mean thành y dài, còn lại là thường. Câu số 16. À, ai làm được câu số 16? cậu ấy có Nói đi em. cô cho văn mái với văn trang ra tay ở lâu nữa là hồ bạch mang nhiều quá rồi mang kém nó học được về lại là ôn cô ạ. À rồi. Thì được về em nhờ em nhận mà hai bạn là một là phải uống cà phê đen cho cô nữa. Hai nữa là chị ơi. Quên rồi đâu. Về nhanh nhanh mà học. Dạ. Rồi câu số 16. Ai làm câu số 16? Ví Nguyễn Nhật Lâm là ai đấy? Ai là Ví Nguyễn Nhật Lâm đâu? Lớp 8 có cổ hay? Không, không, không nói tên là cô, không nói mật mịch, không nói tên là cô cho ra này. Rồi, cô cho ra khỏi phòng. Rồi, tiếp theo. Mời bạn Văn Chiến đó. Số 16 đọc cái nào em? Em quên hà tại Ừ, quên hả đây. Mời bạn Đăng Hăng đó. em được cô em chọn cô à cô ạ Rồi, A đọc cái nào? em được cô à là break Break. Cô B đọc cái nào? về là mean Mean vừa đọc xong. Cô C đọc cái nào? đây là police Police. Và câu D đọc cái nào? đây là meat Rồi, meat nghĩa là gì? Dạ là thịt Rồi, please nghĩa là gì? là xin vui lòng À, thì vui lòng, làm ơn. Mean rồi. Break nghĩa là gì? rồi là phá vỡ À, phá vỡ. Ok, được chọn. Rồi. Đã đọc từ break nó nằm trong động từ bất quy tắc đúng không? Lần này mà học động từ bất quy tắc rồi, từ này đọc được. Break, broke, broken. Break, broke, broken. Là thành ấy, ấy. Còn lại là y dài hết. Mean, please, meet. Tiếng Anh khi vào phong thí thường thường hơn nhau ở chỗ từ vựng. Nếu một từ vựng đã hiểu nghĩa được nhiều, hai đọc được nhiều thì chúng ta làm được cái tỷ lệ đúng nó cao hơn. Nên là mỗi cái từ chúng ta được học là cố gắng về mà luyện ý, luyện đọc. Rồi là phải chú ý nghĩa của nó. Gặp từ nào ta phải cố gắng đi tìm hiểu ý nghĩa của nó, chịu khó một chút mới được. Nhưng không dễ không bỗng dưng gì mà bác khô chúng ta thuộc đến biết được đến 25 thứ tiếng ngoại ngữ. Không phải từ dưng mà thông minh như vậy đâu. Nó phải học hết đấy, bác học mọi nơi mọi lúc. Khi cả khi bác hút thuốc cùng học, học từ vựng luôn. Trên mỗi yếu thuốc mà bác còn viết một từ tiếng Anh hụt trong nó thì coi như thuộc một từ đó. Trên cái tàu sang Pháp, bác làm bồi bàn mà trên tay trong tay thì bác khi nào viết cái từ vựng ở trong tay, mỗi lần rảnh một cái là giơ tay ra để đọc. Khi mà thuộc kể rồi thì xóa từ đó để tiếp tục đọc ví các cái từ khác. Rồi ta sang câu số 16 là A. Câu số 17 là ai làm được câu số 17? Câu số 17 mời bạn Thu Trang.
Em thưa cô, em chỉ đọc được ba từ thôi cô. Đọc ba từ là chọn được gì? Em đọc cái nào? Từ nào? Lucky. Lucky. Rồi, giỏi. Bus. Có Bus. một đoạn. Bus. Cô sẽ không? Bus. Đọc cái Dạ. nào? Bus. Vụt, giỏi. Rồi, nhìn được. Bus dạy là hungry. Hungry. Rồi nếu mà đọc có thì cái mức khác. Tôi có cô dạy quá. Nhưng mà hai cái từ này em đọc giỏi là sáng tạo giỏi, chứ không phải là đọc đúng mới nhớ là sai ấy. Là sáng tạo giỏi. Mọi ai bài cho em lúc ký. Đúng 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 đúng. Đáp án đúng đúng. Đó là đọc theo em thì đáp án dễ đúng. Nhưng mà câu em đúng không? Sáng tạo giỏi. Rồi, ai đọc lại cho Trang đúng không? Được, có sai thì sau này sẽ đúng. Anh tuần nào? Đọc cái nào anh tuần? Nhà em đã có là lucky. Lucky, lucky, lucky. Rồi, thế đọc cái nào? Pool. Pool, pool. Dễ đọc cái nào? Hungry. Hungry. Nếu mà đọc theo cách này thì đáp án đâu khác. Giờ đáp án sẽ Đâu vẫn thế, đúng rồi. Đọc đúng đấy. Còn đấy là đọc đúng, còn tráng như này là đọc giỏi. Đấy là đáp án C. Ở đấy phu phu là đẩy. Sorry, push thì bị đẩy. Phu là kẹo, kẹo cái gì đó, kẹo xé, kẹo cái gì đó, ta đọc là phu. Còn lucky nghĩa là gì cả lời? May mắn. Từ này rất quen thuộc mà. At Tết holiday, on Tết holiday, you often get lucky money, tiền lì xì, tiền may mắn đúng không? Lucky, may mắn. Từ hungry là đói. Từ punish, punish là phạt. Danh từ của nó là punishment, hình phạt. Mới học cái từ punishment ở đâu Trang? Thu Trang? Punishment. Có nhớ không? Mấy đứa câu sớm có nhớ từ punishment học đâu? Vừa học ở cái bài mà các cái hình phạt thể chất ở trong nhà trường, ở trong quá khứ, nhớ chưa? Đáng. chưa Chưa nhớ. cô. Chưa nhớ. Có nhớ là dài lực. Chín á rồi mà không. Rồi tiếp tục. Câu số 18 ai làm được nào? Mời giơ tay lên. Câu số 18 mời anh Tuấn. Em nói còn là câu A đọc là plan. Vừa lên rồi. Vừa lên. Giỏi. Em đọc câu sấy là cũng có Đọc. happy. Rồi, tiếp tục. Happy. Ông mua nữa. Câu giấy là classmates. Classmate. Rồi đáp án mẫu khác. Yeah, đáp án sấy. Rồi. Gió chỉ cần đọc sai một từ để lên lệch chị ngày em ạ. Từ này mà nó mơ bơ lên được. Ai đọc được từ á nó. Đọc thế nào? Văn kiện. Hạ đăng hăng đọc thế nào? Em thưa cô, của ai là planet? Planet, planet. Planet nghĩa là gì em? Là hành tinh. Đúng rồi, hành tinh. Rồi cô bé đọc thế nào? Cô bé là character. Character, character nghĩa là gì? Là tính cách. Tính cách bằng với personality. Cô dế happy. Rồi, cô dế này đọc thế nào? Cô đấy là classmate. Nghĩa là gì? Là bàn cung lợn. Bàn cung lửa. Và ở đây là phiên âm thanh nguyên âm đôi eight, eight. Còn lại là planet, character, happy. Đáp án là gì? Đấy, chỉ cần đọc lệch một cái. Đấy đây, plane là ấy thì đấy ấy thì chắc chắn thế khác rồi. Nhưng mà dù mình đọc sai nó kéo sai.
Rồi, ta sang câu số 19. À, bạn nào là câu số 19 nào? Câu số 19. Chỉ có một bạn làm được. Rồi, mời bạn Hải Yến đọc cho cô bé. Em nó biết đau quá. Cái số 12 không đọc được à? Cô á có đọc đúng không Yến? Cô ả là letter không có? Letter. Letter nghĩa là gì? Em nó biết có. Rồi. Mời bạn Ngọc Anh đọc cho cô bé. Tell. Theo. Đọc luôn cho cô sẽ. Person. Person. Bây giờ đấy đáp án nào khác? Sai quá. Thế khác. Thế đấy là ở dài. Person. Person nghĩa là gì anh? Người quá. Đúng rồi, một người ta học xong mới đánh từ số ít, đánh từ số nhiều thôi đúng không? Letter nghĩa là gì? Em nó Letter, biết quá. letter là lá thứ. Bây giờ các bạn ít khi viết thứ nên đúng biết từ letter. Letter là lá thứ. Còn nó còn có một cái nghĩa nữa đó là chữ cái. Cả cái chữ cái đó gọi là letter. Rồi từ sentence. Sentence là câu, câu văn. Sentence. Person thì quen rồi. Câu cuối cùng. Câu cuối cùng ai biết nào? Câu cuối cùng. Bây giờ gọi một bạn đi. Mời bạn Yến Nhi. Mời bạn Yến Nhi đọc cho cô bé. Em được có là music. 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 Rồi, đọc cho cô dê. Sun. Xong, được rồi. Hai từ này đọc được rồi thì bây giờ đi tìm một từ quyết định. Vậy thì em có đọc được từ nào? Chắc không có. Chắc chắn là một là đáp án B mà hai là đáp án D. Chứ không thể xả khác được bởi vì khác nhau là chắc chắn một trong hai đáp án. Vậy bây giờ vậy thì có ai đọc được từ nào nữa không nào? Mời đưa tay lên. Bất kỳ từ nào trong vậy thì gò bàn được. Rồi, mời bạn Hồng Kỳ. Em được gọi là human. Humor. Humor nghĩa là gì em? Humor là kiểu hài hước, sự hài hước. Music thì dễ rồi. Sun là mặt trời. Cucumber, đây là cucumber. Cucumber. Cucumber là dưa chuột. Quả dưa chuột. Vậy ở đây đáp án dễ khác. Dễ khác. Thì đó là toàn bộ cái bài phân phát âm mà chúng ta vừa chữa cô đã làm rất là kỹ để chúng ta vừa đọc được để vừa hiểu nghĩa được một số từ. Bây giờ ta tiếp tục sang phần thứ hai của chuyên đề này. Trong chuyên đề phát âm thì chúng ta nhớ cho cô ba điểm lớn. Điểm lớn thứ nhất đó là phát âm của nguyên âm, điểm lớn thứ hai là phát âm của phụ âm, và điểm lớn thứ ba là quy tắc đọc đuôi s và đuôi ed. Đối với quy tắc đọc đuôi s đuôi ed thì cô đã dạy cho các bạn trong cái phần chữa bài thi. Bây giờ chúng ta nhắc lại và thống kê vào đấy thôi, tổng hợp vào đấy để chúng ta nhóm lại, nhóm nó lại để sau này cô quên ta nhớ lại. Bây giờ một bạn hãy nêu cho cô trong tiếng Anh quy tắc đọc đuôi s có mấy quy tắc, đó là gì nào, ai nhớ nữa nào? Tại đây như là phải thuộc lòng thôi này. Rồi hai bàn rồi, hai bàn thuộc à, ba bàn rồi. Mời bạn Đức Anh, quy tắc đọc Dạ đuôi s có mấy đuôi à, có mấy quy tắc? em được cô là cổ báo quy tắc. Quy tắc 1. Quy tắc một là vậy cá cá e bé bé tê tê e gơ và thơ Tổng là đọc mấy là cộng chín. quy? Thì khi còn nghe đèn đọc Sợ là gì? Sợ. Quy tắc 2.
Câu quy tắc hai là S S S S H ấy chờ cơ hệ sơ hệ và cơ hệ Ừ, về tổng có mấy đuôi? tạm đuổi À, tổng đuôi. Thì khi còn nghe đe, ta đọc là gì? It. It. ít Ở quy tắc 3. con quy tắc ba là con lại còn S S là đọc tên gì Thành dương. Đấy, đúng rồi. Ở trong cái quy tắc đọc 6 thì nếu mà nói để đi thế thì ta không cần thiết lắm. Nhưng mà thì chỉ có là tạm biệt để mà đọc phát âm thôi, chứ còn như thế thì cứ nhận biết được là chín tám không à, chín tám và còn lại là được. À, vậy quy tắc đọc đuôi ẹt ẹt ta nhớ lại này. Quy tắc một là những động từ hoặc danh từ. Tại sao đấy lại có động từ lại có cả danh từ? Đối với danh từ á, thì chúng ta đã học rồi, danh từ có hai loại, đó là danh từ đếm được và danh từ không đếm được. Ở danh từ đếm được là người ta lại chia thành hai dạng, đó là dạng danh từ số ít và danh từ số nhiều. Danh từ số ít thì dùng để nói một người, một vật, một sự việc, một hiện tượng và luôn luôn có ở đằng trước. Còn danh từ số nhiều thì nó được hình thành từ danh từ số ít thêm ẹt hoặc ẹt vào. Vậy khi mà nó thêm cái danh từ mà thêm ẹt ẹt á, để trở thành số nhiều thì ta lại phải đọc quy tắc ẹt ẹt. Là một nè. Rồi tại sao lại có động từ có đuôi ẹt ẹt? Là bởi vì ở thi hiện tại đơn. Thi hiện tại đơn thể khẳng định có công thức là chủ ngữ cộng động từ nguyên thể hoặc thế mẹ ẹt. Vậy cái khi mà thế mẹ ẹt là ta phải đọc cái quy tắc đuôi ẹt ẹt. Này, vậy lý do tại sao ở trong cái quy tắc đọc đuôi ẹt ẹt lại có xuất hiện danh từ và động từ là như vậy? Vậy quy tắc một là những danh từ cứ có cái đuôi. Ở đấy á, nhiều giáo viên khác thì họ sẽ dạy thế này này, đó là những danh từ động từ có đuôi KKE thì người ta chỉ phiên âm thành cơ thôi, PPE người ta chỉ phiên âm thành pơ thôi, TTE người ta chỉ phiên âm thành tơ thôi, FGH người ta chỉ phiên âm thành phơ thôi, và chữ thơ này người ta phiên âm thành thơ đó, chỉ có như vậy. Vậy một số giáo viên họ chỉ dạy năm đuôi. Trong số những bạn ở đấy ai được học năm đuôi như cô vừa nói, mời ấn số 1 vào hộp chat cô vậy nào. Có ai được học năm đuôi như thế, được giáo viên dạy năm đuôi như thế không? À, rồi vậy đưa được học giống như cô đúng không? Chỉ có hai cách thôi, một là học mặt chữ mà hai nữa là học phí đạo phiên âm. Nhưng mà đi học phiên âm này này là khi đẳng cấp phần cao hơn một chút rồi, nhìn để biết được là khi nào có âm thơ, khi nào có âm phơ, nhiều khi các bạn không biết được đâu. Thơ mà viết thế này các bạn biết, nhưng mà khi mà phiên âm ra thế này nhiều bạn không biết đó là thơ được, nên là không nhìn nhận được. Nhưng nếu mà cứ để mặt chữ như này thì các bạn nhìn rất là dễ dễ nhìn đúng không? À, ví dụ như là chẳng hạn như là clot đúng không? Clot thì đây có thơ đúng không? Clot nó là quy tắc một có chín đuôi, thì khi cộng ẹt ta đọc ẹt là ví dụ như từ lúc có tần cung là cơ đó, ta thêm mẹ đọc là lúc. Từ like có tần cung ke thêm mẹ ta đọc là like. Từ love có tần cung cơ hơ ta thêm mẹ vào đọc love. Và từ stop có tần cung pơ ta thêm mẹ ta đọc là stop. Tuy nhiên cái đuôi gơ hơ này thì các bạn phải lưu ý, đuôi gơ hơ này nếu khi đọc bị cấm thì nó lại trở thành quy tắc 3 chứ không phải là quy tắc 1. Ví dụ như từ cây, từ cây ta đọc là plow, ta đọc là plow, động từ plow. Nhưng mà bây giờ nói anh lấy cây thì thêm ẹt vào plow. Nhưng mà ở đấy chữ gơ hơ không đọc thành fơ, nó bị cấm mất rồi, nó bị cấm mất rồi thì lại không được vào quy tắc 1 được mà phải vào quy tắc 3, plow plow đấy. Rồi sang quy tắc thứ hai có tám đuôi. Đuôi e có ba đuôi gồm có cơ e, sơ e, dơ e. Đuôi sơ đuôi chế hạt. Đuôi ẹt có ba đuôi là ẹt 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 hạt, thì khi cộng ẹt ẹt ta đọc là y. Ví dụ từ face là khuôn mặt có tần cung cơ e, bây giờ thêm mẹ ta đọc là face thì. Từ orange là quả cam có tần cung gơ e, thì thêm mẹ vào ta đọc là orange. Từ mít là nhớ, khi thêm ẹt vào e vào ta đọc là mít.
là quy tắc 2. Còn quy tắc 3 là còn lại những danh từ hoặc động từ có đuôi còn lại khi thêm -s ta đọc là gì? Ví dụ từ play không thuộc quy tắc 1, không thuộc quy tắc 2, nó thuộc quy tắc 3, ta đọc là play. Listen, listen. Đối với cái từ go này này, có thể khi đi giày hoặc đi ra ngoài á, thấy một số bạn đọc go nguyên thể thì đọc được rồi, go. Nhưng mà khi thêm es vào, có nhiều bạn ở nhiều trường đọc là good. Không đi dưới dơm nghe đọc good, nó sai hoàn toàn. Mà nó đọc go rồi es này, dù es ta cũng đọc dơ, nên ta đọc là goes, 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 chứ không phải là good. Good là sai nhá, hoàn toàn sai nữa. Đó là quy tắc đọc đuôi ed. Bây giờ mời một bạn nhắc lại cho cô quy tắc đọc đuôi ed. Trong tiếng Anh có mấy quy tắc đọc đuôi ed, đó là gì? Một bạn, hai bạn, mời bạn Yến Nhi. Em thực có là có ba quy tắc đọc đuôi e đấy. Rồi, quy tắc 1. Quy tắc một là cá cá e phế phế e gơ hơ cơ hơ e e hạt Ừ. c e Rồi. cộng 11 tổng 11. Rồi. Quy tắc 2. Hai là dễ dễ é thế thế Ừ, có bốn đuôi đó, và còn lại là quy tắc 3. Đúng rồi, thì quy tắc đọc đuôi ed á, thì nó xuất hiện trong cái khi mà động từ chuyển vế chuyển thành vp hoặc là vế chuyển thành vp2, đúng không? Vế chuyển thành vp hoặc là vế chuyển thành vp2. Thì đối với vp và vp2 khi hình thành á, thì nó đều có hai quy tắc, hoặc là có quy tắc hoặc bất quy tắc. Nếu có quy tắc ta thêm ed, nếu có quy tắc ta thêm ed. Nếu bất quy tắc ở trường hợp này là nhìn cột 2, còn đấy là nhìn cột 3. Vậy cái trường hợp VP hay VP2 khi thêm ED thì nó hoàn toàn giống nhau. Và khi thêm ED thì ta phải đọc cái ED theo quy tắc. Và quy tắc 1 thì những động từ có tần công cá, ke, pe, pe, fer, gher, cơ, e, sơ, sơ, x, et, hạt, xơ và chơ, tổng có 11 đuôi. Thì khi ta cộng ed, ta đọc ed là. Tuy nhiên cái gh này cùng một lần nữa lưu ý cho cô, nếu nó âm cấm thì nó lại trở thành quy tắc 3, còn nếu phát âm ra thành thì nó quy tắc 1. Kể cả đuôi ed này và ed này cũng được này. Ed này nếu mà phát âm thành thì nó quy tắc 1, nhưng phát âm thành thì nó lại quy tắc 3. À, vậy nói 11 đuôi nhưng có thể là có 12 đuôi, trong đó có hai đuôi là gh và se này thì cần phải lưu ý. À, ví dụ look có tần công là k thì ta đọc là look, rồi like có tần công ke ta thêm d vào được quá khứ ta đọc là like, từ laugh là cười có tần công là gh ta đọc là laughed, stop có tần công là per thì thêm ed ta đọc là stopped. Đấy. À, quy tắc 2, những động từ ở quy tắc 1 là có 11 đuôi, 11 đuôi ta có thể thêm et là 12 đuôi, trong đó cái đuôi gh với đuôi et thì ta phải lưu ý. Đuôi et thì cô lấy ví dụ này. Từ promise là hứa, từ use là sử dụng. Khi ta đọc promise thì ẻ đè này phải âm thanh, còn use thì phát âm thanh. Nên khi đưa về quá khứ ở đấy đều thêm đế cả, thì ở đấy nó lại thuộc quy tắc 1, còn ở đấy thanh lại thuộc quy tắc 3. Nếu mà quy tắc 1 thì ta đọc là promise, còn quy tắc 3 ta đọc là use. Đấy. Và tiếp theo là quy tắc còn lại. Đó, quy tắc còn lại. Quy tắc hai từ, ví dụ như trong từ visit, ta thêm ed, visited. Rồi từ s thì chẳng hạn như từ invite, đó, invited.
needed. Decided. Thì đáp án còn lại thì ta còn nghe đi, ta đọc là the. Ví dụ từ play ta đọc là played. Listen ta đọc là listened. Mời các bạn ghi lại cái slide này một lần nữa trong cái phần phát âm để chúng ta tổng hợp vào. Cả lớp pha tái chủ đi, ai ghi xong thì mời giơ tay lên. Và sau khi ghi xong chúng ta sẽ làm một bài tập về phần này để kiểm tra cái phần phát âm của bạn. Đuôi e, đuôi e, đuôi e.